Ronaldo có là Alexis Sanchez thứ hai của Manchester United. Cổ động viên Man United rất vui khi Cristiano Ronaldo quay trở lại Old Trafford, nhưng sự xuất hiện của anh khi đã 36 tuổi bỗng khiến làm người ta nhớ lại bản hợp đồng hớ, cũng là cầu thủ từng hưởng lương cao nhất tại Ngoại hạng Anh, Alexis Sanchez. Chỉ trong vòng một ngày, tương lai của Ronaldo đã thay đổi 180 độ. Từ chỗ tưởng như sắp gia nhập Man City, Ronaldo bỗng nhiên trở lại khoác áo Man United. Theo The Guardian, MU sẽ trả cho Juventus 20 triệu euro phí chuyển nhượng, kèm 3 triệu phụ phí tùy theo tình hình. Ronaldo sẽ ký hợp đồng 2 năm với đội chủ sân Old Trafford. Ronaldo sẽ trở thành bản hợp đồng thứ tư của Man United trong hè này sau thủ môn Tom Heaton, cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho và trung vệ Raphael Varane. Cổ động viên Man United háo hức chờ đợi màn ra mắt của Ronaldo. Sự xuất hiện của Ronaldo về mặt tích cực đã cho thấy rõ. Trong phiên giao dịch ngày 27 tháng 8, giá cổ phiếu của Manchester United Ltd tăng hơn 8% so với mức đóng cửa phiên liên quan đến 18,7 USD cổ phiếu. Ronaldo là chân sút cự phách. Sự xuất hiện của anh sẽ giúp cho những Rashford, Greenwood, Sancho và những cầu thủ trẻ khác chuyên nghiệp hơn, cũng như rèn luyện được nhiều kỹ năng kèm theo khát khao giành chiến thắng. Ronaldo mang lại nhiều lợi ích về mặt kinh tế như quần áo, vé lên sân, các hợp đồng quảng cáo. Sự có mặt của Ronaldo sẽ giúp sâu xa sở hữu hàng công đáng chờ đợi nhất Ngoại hạng Anh. Đó là nền tảng để ông chấm dứt cơn khát danh hiệu kể từ ngày được bổ nhiệm làm huấn luyện viên Manchester United. Bạn có thể liệt kê thêm rất nhiều thứ khác nữa, nhưng không phải mọi thứ sẽ là màu hồng cho Ronaldo và Manchester United. Hành trình Ronaldo suýt nữa về Manchester City giúp ông ký hợp đồng với MU khiến người ta nhớ lại Alexis Sanchez. Vậy Alexis Sanchez là ai? Anh là cầu thủ Manchester United có được từ Arsenal, trao đổi với Mkhitaryan và hưởng lương cao nhất Ngoại hạng Anh. Quỷ đỏ tin tưởng ra áo số 7 huyền thoại cho Sanchez, nhưng rốt cuộc anh chẳng thể hiện được gì và câu lạc bộ phải rất vất vả mới đẩy được đi. Có một sự giống nhau giữa Ronaldo và Sanchez là sự xuất hiện của Man City. Ngày đó, Man City khao khát Sanchez không kém gì MU. Họ thậm chí là kẻ đeo bám dai dẳng hơn khi đặt vấn đề với Arsenal từ mùa hè 2017 đến mùa đông 2018. Nhưng quy định bất thành văn ở thế giới bóng đá hiện đại là cầu thủ, mà chính xác hơn là cầu thủ và người đại diện của mình, nắm quyền chi phối mọi thứ. Manchester City có mọi thứ mà Sanchez cần, nhưng MU lại có những thứ mà Fernando Felicevic, người đại diện của Sanchez, cần hơn. Đãi ngộ mà MU đưa ra là mức lương hơn 500.000 bảng mỗi tuần và đại diện của Sanchez đút túi một khoản hoa hồng cách xù. Đáng tiếc Sanchez không cho thấy mình xứng đáng với mức thu nhập đó. Trong hai mùa giải thi đấu cho MU, Sanchez chỉ ghi được 5 bàn sau 45 trận và bị đẩy sang Inter theo dạng cho mượn ở mùa giải 2019-2020 trước khi bán đứt ở mùa hè 2020. Để xử lý được Sanchez, MU buộc phải giải phóng hợp đồng với anh, có đền bù chút ít. Ở kỳ chuyển nhượng hè 2021, vụ của Ronaldo cũng có vẻ điểm tương tự. Sự xuất hiện của Manchester City và từng có tin Ronaldo đã đồng ý gia nhập sân Etihad. Cuối cùng, Ronaldo ký hợp đồng 2 năm với Manchester United. Ronaldo hưởng lương cao nhất Ngoại hạng Anh rồi đã chấp nhận giảm chút ít. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nhất giữa Sanchez và Ronaldo chính là tình yêu với Manchester United. Đó là điểm khác biệt quan trọng giữa anh với Ronaldo. Bởi với thủ quân đội tuyển Bồ Đào Nha, Manchester United luôn là nhà và cổ động viên luôn mong đợi anh trở lại chốn thân thương. Về mặt tâm lý, cầu thủ MU đều rất phấn khích khi Ronaldo quay trở lại Old Trafford. Vấn đề lớn nhất là lối chơi của Manchester United dưới thời Ole Gunnar Solskjaer khác với Juventus và càng khác so với khi Sir Alex còn tại vị. Trong khi đó, Ngoại hạng Anh vẫn vậy, vẫn lối chơi giàu thể lực, luôn có những pha va chạm nảy lửa và nay còn có những sự điều chỉnh. Chắc chắn Ronaldo sẽ cần phải hết sức lưu ý chuyện này. Chưa hết, đồng ý rằng Ronaldo có thể trạng hoàn hảo, nhưng việc Ronaldo đã 36 tuổi sẽ buộc Solskjaer phải tính toán hơn đội hình, nhân sự và lối chơi cho phù hợp. Manchester United đang sở hữu tập thể trẻ trung, năng động và có nhiều cầu thủ nhanh, và đó có thể là trở ngại cho Ronaldo. Ronaldo chưa bao giờ là mẫu cầu thủ phục vụ mà anh luôn cần điều ngược lại.